8 chiến lược marketing đỉnh cao từ huyền thoại Seth Godin. Bạn đã bao giờ tự hỏi, để làm thế nào để thương hiệu của mình trở nên khác biệt giữa một biển đối thủ cạnh tranh? Hay làm sao để xây dựng một chiến lược marketing thực sự bền vững, không chỉ tạo ra doanh thu ngắn hạn mà còn gắn kết khách hàng lâu dài? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 chiến lược marketing đỉnh cao từ Seth Godin, một trong những huyền thoại của ngành marketing. Chiến lược đầu tiên, tạo sự khác biệt là nền tảng cho mọi hoạt động marketing thành công. Seth Godin luôn nhấn mạnh là nếu bạn không khác biệt, bạn sẽ bị lãng quên. Một thương hiệu cần có nét độc đáo, không chỉ ở sản phẩm mà còn ở cách bạn tiếp cận khách hàng. Tiếp theo, xây dựng khẩu hiệu ấn tượng. Bạn có biết rằng một câu khẩu hiệu đơn giản nhưng sắc bén có thể làm khách hàng nhớ đến bạn trong tích tắc? Hãy nhớ rằng, một thông điệp dễ nhớ sẽ theo khách hàng đi suốt chặng đường. Chiến lược thứ ba tập trung vào giá trị cốt lõi. Không phải mọi thứ đều là lợi nhuận trước mắt. Để đạt được thành công lâu dài, doanh nghiệp cần trung thực và rõ ràng về giá trị thực sự mà họ mang lại cho khách hàng. Seth Godin cũng nhấn mạnh sự quan trọng của câu chuyện thương hiệu. Một câu chuyện chân thật, giàu cảm xúc sẽ giúp thương hiệu của bạn kết nối với khách hàng một cách sâu sắc. Khi khách hàng thấy mình trong câu chuyện của bạn, họ sẽ cảm thấy thương hiệu của bạn đáng tin cậy hơn. Điều này dẫn đến chiến lược tiếp theo lắng nghe phản hồi từ khách hàng khách hàng là nguồn thông tin quý giá nhất để bạn cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình nhưng không dừng lại ở đó bạn cần xây dựng niềm tin khi khách hàng tin tưởng bạn họ không chỉ trở lại mà còn giới thiệu thương hiệu của bạn cho người khác điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ và cuối cùng để cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng hãy tận dụng công nghệ các nền tảng mạng xã hội như facebook instagram twitter không chỉ là công cụ truyền thông mà còn là nơi để bạn kết nối, tương tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng của mình. Tám chiến lược này không chỉ là lý thuyết, chúng đã được chứng minh là hiệu quả qua thời gian. Giờ đây, hãy tự hỏi, bạn đã sẵn sàng để áp dụng chúng vào doanh nghiệp của mình chưa? Hãy bắt đầu tạo sự khác biệt, xây dựng thương hiệu của bạn với sự trung thực và niềm tin vững chắc. Hãy hành động ngay hôm nay.